Kính thưa quý vị, Nguyễn Nam xin trân trọng quý vị và sau đây là buổi tin bản tin buổi trưa giữa chúng tôi và đoàn trọng trong chương trình truyền hình Việt Nam 1 của YouTube. Trước hết chúng tôi xin trân trọng chào quý vị và chào người bạn cùng làm việc chung với chúng tôi ngày hôm nay. Khi giờ đoàn trọng mời các lời chào quý vị thưa anh. Yo, xin được gửi lời chào đến tất cả các khán giả của truyền hình Việt Nam cũng giống như anh Xuân Nam. Hôm nay là ngày thứ sáu, một trong những ngày có thể nói rằng là rộn ràng nhộn nhịp ở tại miền Nam California. Qua những cái biến chuyển gần đây à, có thể nó sẽ xảy đến ở tại miền Nam California. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ gửi đến quý vị tất cả những cái tin tức mà anh em chúng tôi đã từng thảo luận với quý vị qua mỗi một ngày vào buổi trưa cái bản tin cộng đồng đầu tiên mà anh Trọng muốn đề cập là bản tin gì? Vâng, hôm nay thì tất cả các đoàn thể, tất cả những yếu nhân, tất cả những nhân vật chủ chốt của tại miền Nam California đều lên tiếng về một cái tuyên bố của Hội đồng Giám sát thành phố Los Angeles liên quan đến một trong những người mà rất nhiều người Việt biết đến, đó là nữ tài tử Jean Fonda. Chữ tài tử Jean Fonda thì chắc quý vị đã biết rồi là một trong những ngôi sao điện ảnh có thể nói được nhiều người ở Bắc Việt biết đến qua những cuộc viếng thăm của cô Jean Fonda trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam và đặc biệt nhất là trong những thời kỳ có những cuộc ân quyết Bắc Việt. <laughs> Nhưng cái điều đó không phải là một cái quan điều quan trọng đối với cộng đồng người Việt. Mà cộng đồng quan trọng người Việt ở đây là cái vấn đề của Hội đồng Giám sát thành phố LA, từ nhà Los Angeles đã có một cái quyết định là chọn ngày 30 tháng 4 là một ngày có tên là Jean Fonda Day. Cái điều này sau khi được tất cả các uh, giới thảo tin ở đây chuyển tải khởi đi, chắc lẽ chúng tôi phải nói đến cô nghị viên M. West. Uh, và thì giấy lên một cái gọi là làn sống gửi đến có tất cả những cái cộng đồng người Việt ở tại Quận Cam, ở tại Los Angeles, ở tại San Diego và đặc biệt tất cả những là giới chức và có thể nói có tiếng nói đã gửi đến những cái lời phản kháng đến với hội đồng giám sát của thành phố Los Angeles. Hiện nay thì chúng tôi đã thấy những cái lá thư của bà dân biểu Michelle Steele, cũng giống như là bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, cũng giống như là hội đồng giám sát quận Cam, giám sát viên ở quận Cam, và một số những người trong cộng đồng như ông Phát Bùi cũng có gửi một cái thư để lên tiếng phản đối. Và rất nhiều... <laughs> và rất nhiều những nhân vật cá nhân khác cũng đã gửi lên tiếng và hình như tất cả cái giới cộng đồng đều xôn xao vì họ cho rằng đây là một cái sự xâm phạm rất nhiều đến cái ngày đau thương của những người Việt đặc biệt như quý vị đã thấy ngày 30 tháng 4 hình như ai cũng nói đến một ngày ra đi một ngày thất bại và có thể nói một ngày đau buồn à, đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta không biết rằng cái phương thức như thế nào nhưng mà đến bây giờ nhưng tất cả các giới am hiểu tôi được quyền được cái có cái buổi trao đổi nói chuyện với họ thì mọi người đều nghĩ rằng thế tại sao không chọn một ngày nào khác lại chọn ngày 30 tháng 4 như vậy? Ừ. Ừ. À, cái vấn đề chính mà vấn đề chúng tôi muốn nói đến ở đây là chắc có lẽ quý vị cũng đã biết à, cô Janet Nguyễn à, cũng đã gửi một cái văn thư, thư với tư cách là thường nghị sĩ của tiểu bang cũng đã gửi đến. Hội đồng Giám sát của thành phố Los Angeles một cái lá thư và yêu cầu và có thể nói không có thể để cho những cái sự kiện này xảy đến. Đây là một cái sự gọi là phản bội đối với những cái cộng đồng người Việt đã xây dựng tất cả những cái gọi sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt cho thành phố Los Angeles. Bữa hôm qua thưa vị trong lúc mà chúng tôi làm tin vào buổi chiều hôm qua thì tôi nhận được cái thư của giới Nguyễn tôi đọc tôi hết hồn luôn yeah. vì cái ngày 34 đó mà bên thành phố Los Angeles tại thành phố đó một chiếc nôi tị nạn của người Việt hải ngoại nằm ở tại Nam California rất là đông người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và trên thế giới thì tập trung vực Nam California và trong đúng cái ngày đau thương nhất của cộng đồng người Việt tại hải ngoại ấy, thì hội đồng giám sát của hạt Los Angeles tung ra cái thứ đó nó đặt chúng tôi kiểu hỏi họ có biết đó là ngày đầu thương dân tộc nó đúng ra đúng ngày ba mươi tư ca ngợi một con thiên cảm vì cậu đứng vào phía chiến tuyến vì cậu chống việt nam cộng hòa thì ca ngợi nhân vật đó vinh danh nhân vật đó vào cái ngày tháng tư đầu thương dân tộc thì có hai vấn đề tôi đặt ra đó, thứ nhất là hội đồng giám sát thành phố Los Angeles có biết cái ngày đó là ngày đau thương dân tộc không? Nếu họ biết mà họ cứ làm thì hành động này không tha thứ được. Họ không biết cái mà họ làm lỡ thì mình có thể nói cho họ biết. Nhưng mà họ biết mà họ vẫn cứ làm và coi thường cộng đồng mình quá, quá mạng. Và trong lúc đó chúng ta thấy rất ít các cái dân cử lên tiếng lúc cái thời điểm mà tôi biết được cái tin đó rất ít dân cử Việt Nam lên, lên tiếng có thể là họ chưa biết cái bằng tin đó hoặc là họ biết mà chưa chưa kịp phản ứng điều cho thấy rằng cái trường hợp này cần cộng đồng cần làm lớn chuyện bởi vì sao biết không bởi nếu không có làm lớn chuyện thì nó sẽ vết dầu đoan. ban ngày chúng ta biết rằng mỗi ngày diễn ra như vậy thì Hà Nội vẫn tìm mọi cách để xâm năng người Việt ai ngoại Cho nên nếu chúng ta không làm lớn chuyện Từ ngày 50 năm sắp tới Họ sẽ như thế nào Do vậy chúng tôi nghĩ là Cộng đồng cần có thái độ rất mạnh hơn nữa thưa anh, cái... vâng, à, vâng thưa anh Thì chính chúng tôi đã có ghi nhận được Rằng à, không riêng gì Tất cả những giới chức dân cử ở đây Mà tất cả mọi người đều quan tâm Cái vấn đề nó có hai khía cạnh thưa anh. Vì chúng ta cái hội đồng giám sát của thành phố LA họ có cái quyền hạn của họ họ muốn làm gì vậy nhưng có một cái điều như anh đã đặt ra liệu họ có biết cái ngày đó là một cái ngày đã đau thương đến với những người cựu quân nhân của Hoa Kỳ những người đã hy sinh trong cái cuộc chiến Việt Nam và những người có thể gọi là những người đã bị Gen Fonda lên án trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam và hôm nay để trả lại những cái sự vinh danh đó thì chính những cái ngày đau thương đó thì hội đồng thành phố, uh, giám sát viên của thành phố LA tức là Los Angeles đã vinh danh một cái người mà có thể nói rằng đó là những cái người mà đã làm cho những quân nhân của Hoa Kỳ cho dù mất hay là dù còn hiện sống đều khắc khoải với một cái thời gian dài. Lại nhìn việc trước tiên chúng ta khoan đi quá xa và chúng ta cần phải có một cái hành động cụ thể nhất là yêu cầu cái này là yêu cầu thành phố Los Angeles có thể chọn một ngày nào khác vì trong cái điều mà họ chọn gen Fonda thì chắc quý vị đã biết họ cho đây là một nhà hoạt động môi trường và bảo vệ khí hậu và thời tiết. Thì lẽ nhiên chúng ta không bao giờ có thể nói xía vào cái chuyện của thành phố LA về những cái công việc họ muốn dinh danh ai ngày nào cũng được. Nhưng quý vị biết rằng ngày 30 tháng 4 là một trong những ngày để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt. Và hiện nay trong đó có nhiều cụ quân nhân Hoa Kỳ có thể nói họ hy sinh tất cả và họ sống một cái đời sống rất đau khổ với một cái à, một, một cái quá khứ đau buồn của họ. Và bên cạnh đó thì những người Mỹ gốc Việt bây giờ là những người quốc tịch Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ đã trực tiếp hoặc gián tiếp đóng tiếp đóng góp cho cái thành phố Los Angeles trở thành một cái thành phố mà được như đến ngày hôm nay. Và bên cạnh đó chúng ta cũng không quên tất cả những người Việt sống ở tại miền Nam California và đặt ở tại miền Bắc California cũng giống như trên toàn Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đều chúng tôi hy vọng rằng thành phố Los Angeles qua hội đồng giám sát cần nghiên cứu lại, xem xét lại. Đến bây giờ thì chúng ta không cần đề cập đến chuyện họ biết hay không biết nữa. Họ biết cũng vậy mà không biết cũng vậy. Mà chỉ có một điều là họ phải rời cái ngày nó đi qua một ngày khác. Trong 2, 364 ngày khác, ngày nào cũng có thể có một ngày cho Jane Fonda ngoại trừ ngày 30 tháng 4 thôi. Thế trong ngày khác cũng không nên nữa. Bởi vì lý do là sau đó là xúc phạm đến thương tổn của người chiến sĩ người Mỹ gốc Việt những binh sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam kể cái nghề khác cũng không nên nữa thì đúng như đấy cái quan điểm nhận định của mình thì như vậy nhưng mà cái chuyện chúng ta nói để một cái cuộc tranh đấu cho nó hợp tình hợp lý để mọi người có thể cùng nhau là thành phố Los Angeles họ có quyền làm công việc của họ họ muốn làm gì thì họ làm nhưng đừng có để vào đúng vào ngày 30 tháng 4. À, vì chắc anh cũng biết rằng đây là một cái cực binh dân liên quan đến khí hậu. Họ cho rằng là bà Jane Fonda là một người đã hoạt động tích cực trong vấn đề bảo vệ khí hậu và uh, khí hậu cho cái trái đất này. Thì lại nhiên, đến bây giờ thì còn quá sớm, nhưng mà cái điều có bất nhất là chúng ta cần phải hợp đồng với nhau, một lòng với nhau và yêu cầu hội đồng giám sát của thành phố Los Angeles không thể để cái ngày vinh danh đó rơi vào ngày 30 tháng 4. Đó là cái điều kiện tiên quyết trước thưa anh Xuân Đăng. Dạ, yeah, được rồi anh thì đến bây giờ thì chúng tôi thấy rõ ràng là tất cả mọi thành phần từ đâu đến đâu đều có những cái gọi là đồng tình với nhau để nghĩ đến một trong những cái vấn đề bảo vệ và cũng để cho một cái tên Genfonda có tên vào cái ngày 30 tháng 4 này thì cái điều đó là điều chúng ta không thể chấp nhận được bên giờ thì chúng tôi thấy một lần nữa rõ ràng là cái lá thơ của bà Michelle Steele uh, của, cũng giống như của uh, Derek Trần cũng là một trong những người ứng cử vào chức vụ dân biểu liên bang cũng đưa ra một cái lá thơ ngày hôm qua. Bên cạnh đó chúng ta thấy bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng đưa một cái lá thơ mà chắc anh Nam đã có cái điều kiện đọc cái lá thơ đó. Và những cái nhân vật ở trong cái hội đồng giám sát của quận Cam cũng đã đưa cái thơ gửi đến cho cái uh, hội đồng giám sát của thành quận uh, Los Angeles. Ở thành phố los angeles và bên cạnh đó thì rất nhiều rất nhiều những cái nhân vật mà có thể nói là gửi đơn gửi thư đến cho uh những cái giới chức thẩm quyền của thành phố Los Angeles thì bây giờ chúng ta cái điều mà chúng ta kêu gọi là gì chúng ta phải có một cái đường lối đứng rắn và hợp đồng với nhau và cái điều mà chúng ta cần để cho tất cả các dư luận quốc tế biết và chúng ta có một cái lý lẽ để chiến thắng trong cái trận đánh này là chúng ta cần phải có một cái sự đoàn kết và nhất trí về đường lối chúng ta trận đấu không có để Jane Fonda phủ vinh danh vào một ngày 30 tháng 4 thôi yeah. Wow, đó là chuyện mà chắc là quý vị có tiền thế, quý vị cũng biết rằng cộng đồng người Việt và cộng đồng người Việt ở tại khắp nơi trên thế giới và đặc biệt nhất là các cụ quân nhân trong đó có 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong một cái trận chiến. Mà cái trận chiến này, Phong Fonda thường thường coi là đây là một cái cuộc gọi là đi ngược lại với cái tinh thần hòa bình của nhân loại. Lẽ nhiên, Jean Fonda muốn nói gì thì Jean nói, đó là chuyện của Jean Fonda. Nhưng điều chúng ta ghi nhận rằng là bao nhiêu quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh chiến đấu. Và đặc biệt nhất, Jean Fonda là hơn 50 năm trước đây đã từng đến Hà Nội nhiều lần. Và ca ngợi, cái điều chính ca ngợi sự tàn phá xâm chiếm miền Nam của chế độ Cộng sản. chúng tôi đã nói ban nãy. Jean Fonda có quyền làm cái điều Jean Nhưng điều chúng tôi không cần đếm xỉa đến Jean Fonda, đó là quyền của chúng tôi. À, và trong lúc đó thì Diên Phong phải nghĩ đến tất cả những quân nhân của Hoa Kỳ đã hy sinh mạng sống của họ họ để bảo vệ cho Diên Phong và bố của Philippines Phong Henry Phong có một cái đời sống có một cái sự gọi là sung sướng được thi hành được làm phát triển cái nghề nghiệp của mình họ quên đi tất cả những hy sinh cao cả của những quân nhân quân lực của Hoa Kỳ có mặt trong cuộc chiến Việt Nam à, lại nhìn chúng tôi coi hành động và lời tuyên bố của bà Jean Fonda là phản bội lại những cái người quân nhân của Hoa Kỳ những người con cưng của chính phủ, của người dân Hoa Kỳ không chúng tôi không cần đến những cái lời đếm xỉa của Jean Fonda nhưng đó là một cái sự kiện mà chúng ta cần phải nói lên cái tiếng nói của những người đã hy sinh cho cái đại cuộc của những người quân nhân Hoa Kỳ đó là điều chúng tôi muốn nói à, chúng tôi không phản đối tôi cá nhân tôi thôi tôi nói cá nhân tôi tôi không phản đối việc quần hạt muốn binh dân bà Fonda trong cái việc cảnh báo về thay đổi khí hậu môi trường đó là chuyện của hội đồng giám sát chúng tôi rất nhưng chúng tôi rất đau lòng cá nhân tôi tôi bị đau lòng và tổn thương bởi quyết định của hội đồng giám sát đã chọn ngày nào chọn ngày 30 tháng 4, một trong những ngày mà bao nhiêu đau thương đã dồn đến cho cái dân tộc của chúng tôi, bao nhiêu đau thương đã dồn đến cho người dân của chúng tôi, bao nhiêu đau thương đã lấy đi cái tính mạng của những người rời khỏi xứ của chúng tôi chết trên bờ biển Đông và bên cạnh đó những quân nhân Hoa Kỳ có thể nói ngày 30 tháng 4 họ đã ngậm ngùi chia sẻ cái sự đau thương của dân tộc của chúng tôi. Không một lý do gì 30 tháng 4 lại là một ngày có tên trên phong đo vào đó thật. Nó có cái điều này không những ở phía Việt Nam không á. Và phía Mỹ nó cũng sai luôn. Tại vì trong khi 500.000 người Mỹ chiến đấu tại Việt Nam, rất nhiều người, bị thương, rất nhiều người bị chết, trên 50.000 người bị chết. Mà anh anh không tôn trọng cái sự hy sinh của người dân Mỹ. Và anh không tôn trọng cái đường lối của chính phủ Mỹ trong vấn đề bảo vệ tự do cho toàn thế giới. Thì, thì có thể nói là Shin Honda không những phản bội của cộng đồng Việt Nam nó phản bội ngay cái tin sứ sở của mình luôn Thì thưa anh, đến bây giờ thì có thể nói những sự kiện chúng ta cũng không cần giải bày với một Rin Fonda đã có những cái hành động như vậy rồi. những cái điều chính ở đây là hội đồng giám sát quận cam. Lẽ nhiên quý vị có biết hoặc là quý vị không biết cái điều đó là cái, cái trách nhiệm của quý vị. Nhưng cái điều mà khi quý vị đã đưa ra những cái điều đó, chúng tôi có yêu cầu phản kháng lại với quý vị quý vị tôn trọng Gen Fonda, đó là quyền của hội đồng giám sát của quý vị. Nhưng chúng tôi có quyền phản đối, đừng có để ngày Jane Fonda vào cái ngày 30 tháng 4 của chúng tôi. Vì chúng tôi cũng là một trong những cái thành phần đã góp công xây dựng cái thành phố Los Angeles, đóng góp vào cái sự phồn vinh của thành phố Los Angeles. Thì không một cái lý do gì quý vị phản bội lại tất cả những người đã từng đóng góp với quý vị. Và trong đó có con em của quý vị, con em của quý vị và có thể nói những người thân nhân của gia đình quý vị đã hy sinh trong cái cuộc chiến đó thì không có lý do gì để chúng ta có thể hội cập. đồng hội đồng giám sát của hạt Los Angeles có phản ứng gì đầu đầu tiên chưa? đến bây giờ thì thưa anh chúng tôi đã ghi nhận được tất cả những cái sự kiện gửi đến và có thể nói thưa anh còn quá sớm vì ngày hôm qua thì tất cả các lá thư vừa mới gửi đến hội đồng giám sát vì chúng tôi chưa theo dõi đang theo dõi và chưa thấy uh, ngay cả tờ LA Times cũng đã đưa đăng tin này lên với tất cả các giới báo chí cũng đang lên chúng ta chờ xem cái sự nhận định rõ ràng về những cái gì mà thành phố Los Angeles đã làm qua cái hội đồng giám sát thì uh, xin anh để cho chúng tôi khoảng một vài ngày là một cái thời gian bất cứ lúc nào có tin tức về cái sự phản ứng cấp thời của thành phố Los Angeles chúng tôi để gửi đến truyền hình Việt Nam truyền sự này. rồi cảm ơn trọng bên sang bác tin thứ hai ha. Vâng, đến bây giờ thì chắc lẽ chúng ta phải nói đến một cái ngày trong lúc người uh, mọi đồng hương Phật tử ở tại miền Nam California đang hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản 2568 sẽ diễn ra vào ngày mai tại uh, Garden Grove và lại nhìn trong quá khứ thì chúng tôi cũng nói những ngày gần đây cũng có nhiều cái tin buồn dồn dập đến với những giới chức lãnh đạo Phật giáo ở tại miền Nam trong đó qua điển hình chùa Bát Nhã nhưng cái chuyện đó không phải là cái vấn đề của ngày đại lễ vì chúng tôi thấy cái tổ ban tổ chức đại lễ dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thiện Minh và những người giới trẻ ngày hôm nay họ đã có những cái nỗ lực và họ có những cái vận động với tất cả mọi người không riêng gì những đồng hương Phật tử và hôm nay chúng ta đến với nhau cầu nguyện với nhau để có một cái ngày tưởng nhớ đến một trong những người mà có thể nói đã dẫn dắt hướng dẫn chúng ta trên con đường tâm linh đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Dạ hai ngày sẽ được diễn ra vào ngày thứ bảy vào lúc 4 giờ chiều thì đại lễ Phật đản 2568 sẽ được trang trọng diễn ra vào lúc 4 giờ chiều và kéo dài cho đến ngày chủ nhật và chấm dứt vào ngày à, vào lúc 8 giờ tối. Và kính thưa quý vị thì có những cái chương trình văn nghệ, những cái chương trình uh, rước xe hoa những như, như xe chạy ở trong thành phố và chúng ta có những cái buổi lễ để nhớ lại đến mừng để hân hoan chào đón ngày sinh nhật của Đức Phật Thích Ca. Và đồng thời chúng ta uh, cũng có cái cơ hội để gặp gỡ nhau, uh, trao đổi với nhau và chúng ta tạo một cái gọi là một cái sự cảm thông nhau qua những cái buổi gặp gỡ mà có thể diễn ra ở một cái nơi mà tôi nghĩ rằng đông người Việt đến tham dự vào ngày mai và ngày mốt, thưa anh ta, Sơn Dạ. À. Yeah. Bây giờ thì chúng ta cũng phải nói trước khi chúng tôi muốn đề cập dành một ít thời giờ để nói đến tất cả những sự kiện liên quan đến Việt Nam và đặc biệt là cái vụ án của ông Donald Trump. Và hôm nay thì có một cái nhân vật đó là Hope Hicks. À, thì chúng ta chờ xem cái sự kiện này nó đang diễn ra ở tại New York như thế nào. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến một trong những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm đến, kính thưa quý vị, đó là vấn đề Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc quý vị biết trong những ngày tháng gần đây thì quý vị thấy cái chiếc tàu chiếc hàng không mộ hạm triều châu đã phước kiến đã có thể nói tham gia vào cái lực lượng hải quân của Trung Quốc cái sự kiện này cho thấy một cái sự phát triển quân lực của Trung Quốc nhằm có thể áp đảo lại tất cả những cái quốc gia bạn ở trong cái khu vực này. Nhưng đó là chuyện của Trung Quốc. Nhưng chúng ta sang chuyện kinh tế và chuyện có thể nói là cái lối ban giao giữa hai quốc gia và cái tầm nhìn giữa những người Hoa Kỳ đối với Trung Quốc hiện nay như thế nào. Việc trước tiên thì hình như gần tới 9 người trong 10 người họ không muốn biết và họ không không cần biết ông Tập Cẩm Bình là nhân vật nào. Và đến hỏi gần có trong 10 người thì có thể nói có 6 người họ không đồng tình với tất cả những gì mà gọi là đường lối kinh tế phát triển của Trung Quốc ngày hôm nay. Và người ta cho rằng đây là một cái đường lối phát triển kinh tế nhằm để khống chế lại cái toàn cầu. Và đặc biệt hiện nay họ đang khống chế những cái quốc gia mà có thể nói dưới sự ảnh hưởng của họ trong cái khu vực Đông Nam Á. Có những điểm người ta thắc mắc đó là vấn đề ban giao giữa Hoa Kỳ khi chúng ta cần đặt nghi vấn lại với vấn đề hoặc ở Trung Quốc ngày nay đã có những cái sự giao tiếp và có thể nói trực gián tiếp hoặc trực tiếp giúp cho nga trong cái vấn đề xâm lược của Ukraine là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và lên án gắt gao về vấn đề này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nói đến về tất cả những sự kiện mà gọi là họ khống chế à, Đài Loan cũng giống như là Hồng Kông cũng là một trong những cái vấn đề người ta cũng nói đến và hiện nay thì có thể nói sự ghen đua và tạo nên một cái vấn đề là khi mà cái tiktok cũng là một trong những cái phương tiện công nghệ mà có thể nói trong chiều sâu chiều dài có thể là ảnh hưởng đến nền công nghệ của Hoa Kỳ và người dân của Hoa Kỳ rất nhiều. Bởi thế qua cái buổi tham khảo và nói chuyện thì tất cả người dân của Hoa Kỳ đều cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải công khai và có những hành động cụ thể đối với Trung Quốc rồi. Yeah. Thì... À. Yeah, man bằng uh, bên cạnh đó thì uh, chúng ta cũng nói đến một trong những sự việc mà chắc mấy ngày gần đây quý vị theo dõi anh Xuân Nam và chúng tôi đã trình bày với quý vị đó là vấn đề các trường đại học hiện nay đang diễn ra những cái cuộc xung đột giữa hai phe một phe là ủng hộ Palestine mà một phe là ủng hộ do Thái nhưng có một cái sự việc chúng ta không thấy ông Joe Biden, một trong những vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ, lên tiếng trực tiếp về những cái sự việc này. Thì ngày hôm nay, ông đã chính thức trực tiếp và ông lên án gắt gao tất cả những cái sự việc gọi là đem bạo động đến tất cả các trường học. Và ông nói không một cái lý do gì, không một cái điều gì để cho tất cả các em học sinh phải bị mất đi cái nơi để cho họ học hành và trao đổi kiến thức của họ bởi tất cả những cái người ủng hộ phe này hoặc nhóm kia thưa anh thì đó là chúng ta rằng đang thấy và ngay của ông cựu tổng thống Donald Trump một trong những ứng cử viên của đảng cộng hòa cũng đã lên án gắt gao về những gì hiện nay đang diễn ra ở trường đại học Columbus cái sự kiện này ông cũng cho rằng đây là một cái lúc mà chúng ta không thể tám đồng với những kẻ của, gọi là ủng hộ những người khủng bố và cái địch khủng bố sẽ là một trong những cái điều tai ương đến cho người dân Hoa Kỳ ở tại ngay chính quốc gia của chúng ta thưa anh Sunan và hơn thế nữa thì ông Biden nói một câu tư nó rất là quan trọng vào ngày hôm qua ông Biden ông cho rằng không thể thay đổi được cái chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề do thái Quan điểm của ông Biden cho dù có bạo động hay không có bạo động thì quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ vẫn giống nhau. Do vậy không có thay đổi được. Do vậy cái câu nói đó giống như gác gáo nước lạnh nó tạt vào trong cái phong trào biểu tình của người Palestine. Palestine muốn dùng cái hình thức mà bạo động xuống đường bãi thị để can thiệp vào chính sách của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Biden nói như vậy có nghĩa, anh, anh bạo động cách gì giảm ngừa chúng tôi giữ nguyên lập trường như vậy thì cái đó là một cái câu nói tôi cho nó qua câu nói câu nói rất là nặng yeah. vâng chắc là quý vị đã biết rằng tất cả những sự kiện được diễn đi kể từ ngày mùng bảy tháng 10 vừa qua qua cuộc anh quyết và pháo kích của lực lượng hamas và đến bây giờ một cái điều tệ hại nhất là gần có một cái thời gian dài họ vẫn tiếp tục giữ những cái con tin và có thể đây là một cái chìa khóa để cho họ mặc cả với tất cả những sự thách thức mà phía hai phía đều có thể nói khó khăn để có thể giải quyết được lại nhiên chúng tôi không muốn đi quá xa về tất cả những cái vấn đề gọi là bảo động cũng giống như nguyên nhân chiến tranh. Chúng tôi cũng luôn luôn đồng tình với tất cả những vấn đề, những trẻ em vô tội, những người dân Palestine vô tội không thể là nạn nhân của cuộc chiến. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể để cho những thành phần gọi là ủng hộ khủng bố để lợi dụng những cái cơ hội này để có thể sử dục. Và đến bây giờ thì chúng ta thấy đã có một cái sự sử dục đứng bên ngoài với tất cả người sinh viên này. Cái điều này chúng ta cũng cẩn thận. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Họ đã lấy đi trường học, họ đã lấy đi những cái vinh quang của những người con dân của Hoa Kỳ đó là những sinh viên họ hy vọng có một ngày ra trường trong một cái không khí gia đình trong một cái không khí có thể nói là cảm ơn những ai đã giúp đỡ họ để cho họ có một cái ngày ra trường ở những trường đại học nhưng kém may mắn cho họ trong năm nay họ không được có cái ngày đó thưa anh cái ngày đó đã bị đình chỉ lại vì tất cả những cái sự gọi là bạo loạn đã diễn ra thì không thể nào chúng ta có thể chấp nhận được những cái lợi dụng cái tình hình này để tạo nên những cái bạo loạn ở trong các quân viên trường đại học ừ. bây giờ mình mà nếu quý vị anh. Yeah, dạ mời anh, yeah, mời anh. M bây giờ mình tới bản tin gì kế tới? Mà. Dạ, vâng, thì bây giờ chúng ta nói đến một cái vấn đề trước khi chúng ta trở lại Hoa Kỳ thì chắc là quý vị biết những chuyện gì đã xảy ra ở tại Việt Nam trong thời gian qua. Liệu cái cơn khủng hoảng này nó có thể đi đến một cái sự gọi là chấm dứt tất cả những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy trong thời gian qua hay không? Đó là một câu hỏi mà gọi là đây là một cái địa chấn chính trị của Việt Nam thưa anh. Đây là một cái địa chấn chính trị. Tại sao chúng ta nói đến địa đây là một cái địa chấn chính trị? Vì chúng ta đã thấy những cái sự dồn dập này nó đến với cái sân khấu chính trị của Việt Nam. Lại nhiên chúng ta đã thấy rõ ràng ông Võ Văn Thưởng đã rời ghế chủ tịch. Rồi kế đến không đầy bao lâu thì sao ông Vương Đình Huệ lại tiếp tục rời khỏi cái chức vụ hàng đầu của Quốc hội. Đó là những nhân vật nồng cốt của cái bộ chính trị ngày hôm nay. Trong lúc đó thì chúng ta thấy những thành viên của bộ chính trị như là ông Trần Anh Tuấn cũng giống như là uh, ông Võ uh, Văn Thưởng rồi đến ông Nguyễn Xuân Phúc, nghĩa là tất cả những nhân vật chốt bu của một cái nền tảng chính trị ở đây đã lần lượt rơi vào cái lò đốt của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế thì bây giờ chúng ta nói cái công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể phải là một trong cái chương trình quan càn quét đi sâu rộng từ trung ương cho đến địa phương và không biết có phải đây là lúc nào để hạ nhiệt hay không. Theo anh nghĩ rằng thì những cái việc này nó có dừng lại ở đây hay là còn tiếp tục tiếp tục nữa thưa anh ạ Tôi nghĩ ông, ông trồng, ông rơi vào cái, cái gân gà trong một chuyện mà ta có trí đó, thì gân gà gân là, là là anh nuốt không vô mà anh nhả không ra nghe ngay cổ đó ông tuyên bố là đốt lò bây giờ tôi bỏ cuộc đó, thì coi như chính sách thất bại muốn bỏ cuộc phải chờ bị tổng bí thư mới tôi quyết định bỏ cuộc bởi vì nếu bỏ cuộc hiện nay trong trọng rất là mất mặt vì thất bại mà nếu theo tiếp đó, thì bao nhiêu người nữa sẽ bị cách chức còn đủ cán bộ để, để, để làm việc không tới bây giờ đoạn đường đi chưa hết mà số người ngã ngựa lớn quá rồi nó ngã ngựa đâu ngã ngựa ngay viên ừ. bộ chính trị cũng ngã ngựa ngã ngựa đâu ủy viên trung Quân đảng cũng ngã ngựa vậy còn ai đang tay dúng chàm mà chưa bị truy tố tôi tin rằng ở đây tại việt nam trong nước không có người nào mà không tham nhũng hết. không có người nào không tham nhũng hết. từ kể từ từ tổ dân phố trở lên không người nào không tham nhũng. Vậy ông chồng có đủ sức ra tay Để đoạn đường còn lại không? Tôi không nghĩ là ông dám. Wow, wow. Thế thì trong những ngày qua vấn ừ. đề thay đổi nhân sự có đây anh coi có phải là một cái tiền lệ hay không? Và nhiều nhà quan sát đó, thì họ qua những buổi phỏng vấn đó, thì họ nói rằng là những cái hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của ông chồng thì điều đó có lẽ là người ta cho rằng đã không có hiệu quả. Oh, wow, wow thậm chí nữa nếu không muốn nói là không hiệu quả mà còn có tính chất là thậm chí đã thất bại khi mà còn giải quyết những cái phần ngọn trong cái cội rễ này chống tham nhũng càng ngày đến là một cái tương lai gọi trong độ trong, ở trong đối nội nội tại đó của đảng cộng sản việt nam chúng ta phải nói đến những cái bất chấp những cái nhận định về sự yếu kém và cái khâu tổ chức cán bộ và hay là mối lo là chúng ta hay nói đó là ném chuột thì lại vỡ bình. Liệu bình đã bị bể nhưng chuột có bị mất hay không? Hoa hay là chuột lại trốn đi bình lại bị bể, ở đây cũng là một trong những cái vấn đề mà bây giờ thì chúng ta nói là sở dĩ chúng tôi nói như vậy là vì cái con đường chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng lẽ nhiên trong cái thời gian qua ông đã được một cái sự ủng hộ và một cái sự tôn trọng đặc biệt trong Bộ Chính trị và ở tại uh, Trung ương Đảng. Nhưng gần đây với cái lứa tuổi của ông và cái thời gian còn lại rút ngắn và với cái sức khỏe của ông, liệu ông có thể đủ sức để đảm đang được trong những cái gì mà hiện nay đang xảy đến với uh, Bộ Chính trị cũng giống như Trung ương Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Thì chúng ta nhận thấy những cái khâu tổ chức thì bây giờ xin trở lại với anh Xuân Nam tôi muốn hỏi anh câu hỏi như thế này thế cái cuộc đốt lò này á nó mục đích ở thượng tầng hay là ở hạ tầng hay là giữa trung tầng thôi tôi, tôi tôi nghĩ thoạt tiên á tôi nghĩ thoạt tiên là cái chính sách này không nhắm ở hạ tầng và thứ nhất tôi nghĩ thoạt tiên là ông trọng muốn tìm cái cách để tiêu diệt một số nhân vật và phê phái người Tân Dũng đưa ra chính sách đốt lò để mà trừ khử những cái di căn từ cái chế độ cầm quyền của thủ tướng nguyễn tấn dũng nhưng mà đợt đầu ông đi tương đối khá nhẹ nhàng nhắm ở tầng lớp trên bây giờ đến giờ này vẫn là tầng lớp trên thôi chưa rớt xuống ở trung cấp chưa trung tầng chưa xuống như hạ tầng mà bây giờ nó đã gần như tê liệt toàn bộ rồi thì tôi nghĩ là cái mức độ thanh toán đó, thì tương tương đối nó, giai đoạn đầu nhằm thanh toán cánh phai đạn của người tử dụng nhưng bây giờ nó dẫn đến tình trạng này các vị khác đó, dùng cái vấn đề này để tiêu diệt lẫn nhau giành chức lẫn nhau bây giờ nếu người ta đồn là ông, ông tô lâm muốn lên cái ghế tứ rượu bị hiện nay em chưa tứ rượu ông muốn lên cái ghế tứ rượu ông phải loại bỏ đối thủ ông trong chức chạy đua và chức mà uh, tổng bí thư hay loại bỏ những yếu tố làm chủ tịch nước thì giờ ông ta thấy đưa nhân vật nào vô đó cũng chết cả bây giờ yeah. như chờ đợi này vậy cái số phận của ông tân chủ tịch quốc hội sẽ như thế nào nếu cái ông ta sẽ bị trừ khử như trong thời gian ngắn nữa thì cho thấy rằng hiện nay không có người nào có thể lên đi chức tổng bí thư được ngoại trừ tô lâm thế nhưng mà thưa anh bây giờ chúng ta nói đến về mặt thuần túy pháp lý thì vấn đề mà uh, ông huệ mất chức là do ông phải chịu trách nhiệm ông là người đứng đầu kia mà và và có lẽ ông đã liên quan đến thuộc cốc của ông là ông phạm thái hà chúng ta khoan nói đến cái chiều sâu và cái bị hai giờ xin đó nhưng mà chúng ta nói thực tế rõ ràng là ông vương đình huệ là phải có trách nhiệm với cái người phụ tá của mình mà người phụ tá của mình lại là một trong những người đã có những cái hành động theo cái điều tra của cục bộ công an cho biết rằng đó mà có một cái hành động tham nhũng có một đợt, một cái hành động rõ ràng là đi lại ngược lại cái đường lối của những người lãnh đạo của uh, Cao cấp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và ông phải chịu trách nhiệm này. Đây là với vấn đề đốt lót làm uh, ăn cắp công quỹ của quốc gia đối với cái, cái có sự liên hệ với ông Phạm Thái Hà với công ty tập đoàn Thuận An. Uh, còn bây giờ chúng ta nói đến một trong những nhân vật chính trị cao khác nữa là ông Trần Tuấn Anh. Ông này là cựu bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã bị cho đã thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15 và ông này À, về mặt đảng ông cũng đã được cho thôi tất cả các chức vụ chức vụ ở trong ủy viên bộ chính trị cho ban trung ương ban kinh tế trung ương và người thế người ta nói rằng theo nguyện vọng cá nhân nhưng mà thực sự ra có phải nguyện vọng cá nhân hay là anh nghĩ rằng đây là một cái sự thành trưởng thật thực sự không hơn nào theo nguyện vọng cá nhân Tên, <laughs> cái mỹ từ nói cho vui thôi lừa con nít yeah. tại vì cái trước nó vừa béo bở vừa thơm vừa đầy quyền lực và đầy lợi, lợi, lợi tức có nào bỏ không ừ. không, không có nào bỏ thế, thưa, thế thì thưa anh bây giờ chúng ta nói đến trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc là cũng là một người tiền nhiệm của ông võ văn thưởng ông nguyễn xuân phúc người tiền nhiệm của ông võ văn thưởng trong tháng 1 năm 2023 cũng đã phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu ông ông là cái người tuyên bố là ông chịu trách nhiệm chính trị về người đứng đầu và nhiều cán bộ trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng À, và ba bộ trưởng là vi phạm tất cả những cái khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng à, và hai phó thủ tướng đều đã xin thôi giữ chức vụ bộ trưởng thì hai phó thủ tướng này là ông phạm bình minh và ông vũ uh, đức đam à, thì thưa anh thì điều đó cho thấy rằng cái lòng tự trọng của ông nguyễn xuân phúc như vậy có đáp ứng lại hay là đây một cũng là một trong những nạn nhân của cuộc thanh trừng nó sẽ đi xa nữa không phải vâng. như trong thời gian vừa qua nó đưa ra một số trường hợp mình coi thử qua một số trường hợp nó khai thác cái gì nó đưa trường hợp của ông mình giám đốc công an cựu giám đốc công an của của hải phòng ông ta có mấy biệt thự cả 10 000 mét vuông trên cái bờ sông rất là đẹp và ông ta có khoảng mấy chục tỷ mấy, mấy tỷ và ăn hối lộ một chuyến như vậy là một tỷ mấy đô la đó thì bốn năm chục cái căn nhà che tùm lắm tiền người ta điều tra hỏi tiền đâu ra thế bây giờ anh thấy bị đó là những cái cấp mà gọi là hạ tầng thấy những cái cấp trên đây nữa thì ví dụ như ông những bộ trưởng này như ông bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã bị tòa án nhân dân của thành phố Hà Nội quyết phạt là 18 năm tù về cái tội nhận hối lộ anh thấy rõ ra như vậy và kế đến là ông Chu Ngọc Anh của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ cũng lãnh 3 năm tù về cái tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thì tất cả những cái nhân vật này là những vật những vật bu không chứ đâu phải là nhân vật thường đâu thưa anh đó sự đó một cái cuộc chiến vừa qua thì Hà Nội trả công cho người tham gia kháng chiến rất là lớn sau 1975 cướp miền Nam rất là lớn đưa được người cán bộ Hà Nội vô tự nhiên giữa Sài Gòn có cái nhà và bây giờ giá cái nhà tăng khủng khiếp lên gặp những nhà lớn lên trên bạc liệu đô la như vậy chính phủ Hà Nội cho không một đường lượng rất là đông trong khi người miền Nam bỏ chạy thì anh hoặc là anh đuổi ra đi về kinh tế mới hoặc là bỏ chạy đi về quốc bỏ nhà trống thì vô lấy hết để trao cho cán bộ đông đợt thưởng rất là lớn Thứ hai là hai vô miền nam chức vụ thành lập bộ máy chính quyền ở tại miền nam phần lớn 90% mươi phần trở lên là những cán bộ từng bắt bắc vô nhưng họ Đúng. được nhà họ được xe họ được chức họ được vụ họ được ăn khối lượng bây giờ như vậy là đó là những chuyện mọi người bây giờ tại hà nội nữa bây giờ thấy đưa ra những nhân vật đó thì anh thấy con nào cũng đi ngồi quốc học thằng nào cũng nhà to cái hỏi, hỏi, hỏi ông 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 chủ đình huệ như vậy sao trả, 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 trả lời nói này nó yeah. lôi ra con gái của người ta đi học tại một trường học lớn của Mỹ tính chi phí ăn uống tiêu xài là trung bình là có 100 ngàn đô la một năm lương ông ấy, mm. thì không tới 1 ngàn đồng một tháng đưa ông không tới một ngàn đồng một tháng mà ông chi phí con ông một năm một trên trăm ngàn thì vợ chồng ông ấy, là ăn nước mắm không á, nước mắm không để sống cũng không đủ nữa. thì lấy tiền đâu ra nuôi con đi học Ừ. thì cái cái chuyện đó mà không phải chỉ một người mà cả nước như vậy chúng ta thấy là chính sách ngày hôm nay nó có như vậy là do hà nội đã biệt đại một số cán bộ và gây lòng tham trong tất cả những cán bộ của hà... Của hà nội nếu không lợi dụng chức vụ để kiếm tiền thì chừng nào kiếm được tiền ừ. do vậy cái vấn đề tôi tin ông trọng sẽ xét lại chính sách chống tham nhũng và sẽ chấp nhận tình trạng là tham nhũng là cái điều không giống chống được tham nhũng không giống Thế thì được. bây giờ tôi xin hỏi anh một câu. Thế thì xin hỏi những người tiền nhiệm nếu anh nói như vậy thì rất khó có thể người nào đã lọt ra được cái vòng tham nhũng. Thì bây giờ ví dụ chúng ta đề cử một người, ví dụ như tôi nói là bà Trương Thị Mai có thể đề cập, đề cử để được lên thay thế ông Vương Đình Huệ. Thế thì liệu bà Trương Thị Mai cũng có thể bị một cái tập đoàn nào đó đổ vỡ rồi cũng bị như vậy nữa hay sao? Thì tôi đã nói anh nghe vấn đề ta đang chờ đợi là người kế tới của những nhân vật chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội chính thức là ai mà ừ. đừng, đừng có để chúng tôi đoán đúng nha chỉ còn khoảng một thời gian ngắn sau vừa lên chức là bị lột chức nữa <laughs> bây giờ thì, không, thì bây giờ không trở có lại có khi thể, bánh... không có thể có, có, người nào mà không ăn hối lộ thế thì bây giờ cái lò chống tham nhũng cái đút lò của ông Nguyễn Phú Trọng tạm ngưng hay sao sẽ phá vì sản. cứ dạ phá sản <laughs> thì vì... nhưng mà dạ mời anh tại vì ông chồng có dám chống hết không hay làm làm lơ? Vâng. Bởi vì chống hết bây giờ không có cán bộ. Dạ. Yeah. Anh sẽ khủng hoảng cán bộ là không có người làm việc cho, cho bộ bộ máy nhà nước nữa. Vâng. Thì phải chấp nhận làm lơ thôi. Vâng. Wow, cái chuyện này cũng có bộ cũng hơi khó khăn ghê ha. Thì lại đi nhiên chúng ta cũng thấy thế thì bây giờ anh nghĩ rằng cái lò cháy này nó sẽ cháy đến đâu và bao giờ thì nó hết cháy thôi. Cái lò cháy này sẽ thứ nhất là một là làm lơ chấp nhận sự thật là như vậy. Hai là chỉ đánh một vài trọng điểm nó đồng gương răng đe thôi. Thì ừ. đánh một vài trường hợp lớn để răng đe thôi. Và để thứ ba là để giải quyết cái vấn nạn là những phe nguyên quốc trọng cũng cần trên chấp những cái chiếc ghế thì dùng cái vấn đề đốt lò để giải quyết cái vấn đề mà người không phải phê ông trọng à. anh nghĩ về những người ông trọng đưa lên có không ăn hối lộ không à, cái đó thì không dám nói thưa <laughs> anh vậy thì người ba lý do đó không có lý do nào mà có thể tồn tồn nhưng mà tôi nghĩ cái sự thật mà nói thì họ đi tìm cách mà hạ cách an toàn bởi vì sao cái, cái, điều cực kỳ nguy hiểm là ông nào bây giờ có con cái học, học, học ở nước, nước, nước Mỹ con tất cả con phúc ở nước Mỹ con ông Vương Đình Huệ ở nước Mỹ con ông tướng nào ở nước Mỹ cho du học á, thì bên này mua nhà mua xe có sẵn rồi, bên kia hút mớ rồi di tản qua Mỹ thôi rồi qua Mỹ sau sao mà bắt ở tù nữa thì cho nên phong trào đi Mỹ của cán bộ Việt Nam trở thành rầm rộ hơn chưa từng có trong lịch sử lấy vợ gả chồng bên Mỹ đi để di tản qua Mỹ hết đưa cái tài sản về Mỹ hết không có cách gì khác hơn b, 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 bởi, vì họ không không ở Việt Nam sau giờ họ hạ cánh họ muốn hạ cánh an toàn tuổi già anh về hưu rồi muốn ở tù không à, Thế thưa anh, bây giờ thì chúng ta có thể nói thời giờ không có nhiều để rồi chúng ta đi sâu vào vấn đề này. Nhưng nếu một cái tầm nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cái nhân vật mà người ta nói đến nhiều nhất bây giờ là ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là một thành viên của Bộ Chính trị. Anh nghĩ rằng là ông Đại tướng Cô Lâm là cái người mà có thể nói hiện nay đang làm công việc đút lò một cách rất tích cực. Thế anh nghĩ rằng cái vai trò của ông có thể lên đến thay thế cái chức vụ, thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Thì nếu khi ông ở trong cái vai trò là, là Tổng Bí Thư Đảng thì vấn đề mà có thể ổn định tình hình chính trị lại chưa thưa anh? Tôi đã đọc đâu đó trong BBC, VOA, Ai Châu Tự Do gì đó, một bài viết của tôi rất là thích là bây giờ đến phiên nguyễn phú trọng phải lo cái thân của mình là nếu mà nguyễn phú trọng không có lo thân mình nữa thì sẽ đứng trước nguy hiểm trong thời gian tới do vậy nguyễn phú trọng thấy rằng cái, xưa đây ông nằm trong bộ công an không có vừa có là cái người trưởng ban kiểm tra bộ công an nữa Ông lặng vô đó để mà có ông phát hiện và ông 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 can thiệp bộ công an. Bộ bằng quyền lực quá. Ông muốn chi phối cái đó. Nhưng mà bây giờ ông trọng nghe nó đã di tản một phần sang bộ quốc phòng. Ừ. ông đan nế bên phía bộ công an Được qua bộ phòng vào muốn nương tựa vào tay đại tướng bộ phòng để cân bằng quyền lực với Tô Lâm bộ công an. Ừ thì nghe ra điều đó nếu điều theo các bài quốc tế nói đúng đó, thì ông trọng cũng đang tị nạn chính trị tại bộ chính trị nhưng mà thưa anh bộ quốc phòng đâu có nhiệm vụ để bảo vệ chỉ đó bảo vệ biên cương xứ sở an ninh nhật thôi chứ nhưng mà quốc gia chứ đâu phải là vì vấn đề an ninh quốc gia về vấn đề tồn vong của chế độ thì bộ phòng có thể làm những việc theo lệnh của đảng nó có thể làm việc khống chế được kiểm soát và khống chế được bộ công yeah. an I see thế như vậy thì có một cái sự gọi là bè phái sẽ xảy ra hay sao đương nhiên đương nhiên không không bè phái không được ừ. và những phe đảng hay gom bi nhau là phe bộ quốc phòng sẽ bên vượt bộ phòng b công an bên vượt bộ công an là đất nước việt nam chia thành những cái vấn đề những cái nhóm nhỏ nó giống như đề nghị tập nhị sứ quân ngày xưa vậy không cách ừ. nào làm sao việt nam sẽ đến lúc này sẽ đưa ra tín hiệu nào sẽ cáo chung cái sự lãnh đạo đảng xã sản Việt Nam. Bởi vì có một đơn vị thống nhất trên toàn cả Việt Nam ừ. mà một theo theo, theo như lãnh chúa. Nhưng mà khi ừ. anh nói như vậy thì có một cái lực lượng dự bị nào, một cái cơ sở tổ chức nào để nhằm có thể chứ lại nhiên nói vậy mà không có một cái lực lượng hậu vệ hay là một cái lực lượng nào đã sẵn anh sàng cũng, thì làm sao mà thay thế được một anh cái? không có can thiệp được cái những bè phái trong từ cấp tỉnh ủy. À. anh không bè phái được cấp bộ, anh không ừ. can thiệp được chuyện đó mà là những nhóm lợi ích lẫn nhau những nhóm lợi ích bảo vệ quyền lợi của nhóm lợi ích của mình và sẽ đối kháng với những nhóm lợi ích khác tôi không tin là là vì tôi không tin là là, là cái đảng sang của Việt Nam trở thành đảng đoàn kết như, như trước đây nữa mùi đô la vô thì tan nát hết. Yeah. Thế thôi thì ghi nhận và chúng ta cũng biết rằng là có thể nói rằng là những cái vấn đề này cũng là một trong những vấn đề trăm trở của người dân Việt Nam vì hiện nay lẽ nhiên trong những cái quá khứ vừa qua người ta hy vọng rằng ông Nguyễn Phú Trọng với một cái sự lãnh đạo cứng rắn và có thể nó tạo nên uh, một cái sự tin tưởng của người dân qua cái vấn đề chống tham nhũng nhưng ngày hôm nay thì có thể nói cái phương hướng và chiều hướng chống tham nhũng lại đi qua một cái vấn đề khác lẽ nhiên vấn đề tham nhũng vẫn tiệt tiêu nhưng mà tiệt tiêu như thế nào và liệu cái kết quả của những thông tham nhũng này nó tạo nên một cái sự hỗn độn chính trị hay không cũng là một cái câu hỏi mà làm cho người ta quan tâm nhiều thưa anh như nào? Dạ anh yeah. muốn đề cập gì được thêm không? Dạ yeah, chắc có lẽ mình mười tại 12 hai giờ này thì phải ra thành phố để coi thì có cái buổi họp đặc biệt như thế nào có lẽ anh? Có là chúng ta ráng thêm một vài phút nói chuyện ngày hôm nay mới không nói nó thiếu sót quá. Dạ yeah, vâng. Tuyên tòa sử ông Trump ô oh, quá wow. lại nhiên đó là cái vấn đề chúng ta trước khi mà chúng ta từ giả thì chúng ta phải nói về vấn đề đó đó nhưng ừ. mà tạm thời thì chúng ta phải đi qua một cái vấn đề nghĩa là chúng ta quên đi cái chuyện Việt Nam như chúng tôi đã hứa với quý vị lúc ban nãy uh, cái vấn đề hôm nay chúng tôi nói đến là kính thưa quý vị đó là vấn đề mà chúng ta đã nghe nói đến rất nhiều trong những ngày qua một cái nhân vật chính uh, đã đã có mặt hôm tòa hôm nay và đưa ra tất cả những cái vấn đề làm cho người ta suy nghĩ về tất cả những gì liên quan đến cái vấn đề của ông Donald Trump, đó là cô Hicks, một trong những thư ký báo chí mà có mặt cùng ông trong cái thời gian rất dài vừa qua, thưa anh Sư Dạ. Yeah. Thì đọc cái tin Hicks sáng nay đó, mình thấy yeah. kinh hoàng quá. Thì chúng ta biết rằng cô Hicks được triệu tập ra trước tòa để làm chứng. Và cô Hope Hicks báo Mỹ nó nói rất là nhiều ngày hôm nay nó cho rằng đó là gì đó là the most confident là the close confident của tổng thống Trump là cái người mà tín nhiệm nhất của ông Trump có từng làm cho Trump organization và ông Trump trung thành và thông minh và giỏi giang nữa ông Trump bắt qua đi tùy viện báo chí của tòa bạch ốc khi ông Trump đắc cử tổng thống 2016 thì hôm nay prosecutor các công tố viên bắt đầu sờ mó vào cô này sờ mó tôi hiểu theo nghĩa là đụng chạm với cô này là coi đưa cô ra tòa làm chứng và cái, cái, buổi điều tra sáng nay buổi thẩm cung sáng nay đó, khai cung sáng nay rất là thú vị đặc biệt vâng. trung bộ thế cực kỳ khó khăn vâng. vâng chắc cái điều mà chúng ta muốn nói đến là hot pick nhiên chắc là quý vị biết hot là một trong những cái trợ lý thân cận nhất của ông cựu tổng thống donald trump mà không phải một năm, hai năm mà nhiều năm, tôi có điều kiện cũng gặp cô Hoppik này ở tại Hà Nội trong cái chuyến đi của APEC của ông cựu Tổng thống Donald Trump và trong cái buổi họp báo cùng ông Trần Đại Quang. Thì oh, Hoppik này là trợ chí báo chí hàng đầu của ông Trump trong ở đâu cái thời điểm thời gian. Đó là cái chiến dịch tranh cử vào năm 2016 từ anh Nam. Và sau đó là bà này giữ chức một cái rất trẻ mà giữ chức giám đốc truyền thông của Nhà Trắng cái sự kiện mà hôm nay bà công khai đưa ra là trong nhiều cái phiên tòa thì nhà xuất bản như anh nói là David Baker đã làm chứng rằng là bà Hick đã vào ra ở trong cái cuộc họp ông Trump vào năm 2015 và nơi đó có Michael Cohen cũng những như Baker và luật sư của ông Trump để vào thời điểm để tất cả những gọi là chuẩn bị cho một Donald Trump trở thành tổng thống. Nhưng mà Hick cũng là một người nhân thân cận có một cái email có bằng chứng là biên tập viên của the National Inquiry đã gắn một cái tiêu đề vào trong cái bài báo năm 2008 về ông Donald Trump. Và thứ năm nữa thì và vào thứ năm này thì tất cả các công tố viên đã đưa ra những bằng chứng có một loạt tin nhắn giữa cô và câu hân à, vào ngày 11 ngày 4 tháng 11 năm 2016 và ngày 11 tháng 11 năm 2016 nữa thưa anh. Thế những cái sự việc đó nó liên quan đến vấn đề Stormy Daniel. Thế hốc Hick có biết được tất cả những sự kiện mà gọi là mua chuộc im im tiếng của những người như là Stormy Daniel với Douglas không thưa anh? Yeah. Thì có thể nói nhân vật hốc biết từ trong ra ngoài. Kể cả cô nghe những cuộc nói chuyện qua điện thoại, mình có lịch trợ lý, trợ lý, thư ký của ông Trump mà cô biết mà những cái điều đó cô biết sạch sẽ cái chuyện tiền bạc chuyển tiền chuyển bạc làm sao đâu đâu cô biết sạch sẽ và cái điều lớn nhất sáng nay là gì cô khai rất là thật thà trước tòa công tố viên đã cô khai trước tòa một một mạng lưới và tiết lộ toàn bộ cái vấn đề của ông Trump thì trong khi cô vừa khai vừa xong đó, thì tới cái tòa dự nghỉ cơm trưa thì cô đi ngang trung cô rất là ngại nhưng mà cổ đi ngang không thấy ông Trump phản ứng gì và báo chí cho rằng ông Trump và luật sư có cãi vã nhau lúng túng trước lời khai của Hopkins thì chúng ta về chiều nay trước khi sau đằng sống chưa tôi bình trọng thì chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác lên này và chúng tôi sẽ cập nhật quý vị trong bản tin vào buổi tối hôm nay buổi chiều tối hôm nay về tình trạng phiên tòa thì cái vấn đề xảy ra đúng tình trạng hai vụ nổ đang lúc cái vụ Access Hollywood là cái chuyện mà đó cũng ra gây ông Trump rất khó chịu và cái tư cách của ông Trump rất là tồi tệ và cái chuyện mà Access Hollywood quý vị biết chuyện đó là chuyện gì rồi cái băng cái băng mà ông nói ông người ta thu âm lén được cái băng ông nói về vấn đề quan hệ phụ nữ nữ, nữ giới cái băng đó khiến cho phụ nữ toàn nước Mỹ rất là trao đảo và liệu chúng ta có thể chấp nhận vị tổng thống có cái cách đối xử phụ nữ toàn nước Mỹ như vậy không và như vậy thì cái uy tín của ông Trump sẽ bị lây chuyển rất là nặng qua Access Hollywood và bây giờ thuyết và... khai nữa thì chuyện nó sẽ các công tố viên sau khi mà điều tra xong sau khi khai, bắt họ thuyết khai cung xong thì chúng ta sẽ nghe vấn đề luận án bàn nhau giữa luật sư ông Trump công tố viên trước phiên tòa như thế nào tôi cho rằng như chúng ta đã thưa quý ngày hôm qua đây là phiên tòa mà chúng ta đầy chờ đợi đặc biệt là ngày hôm nay những sự thật được nói dạng mà cái điều nhân vật đầu tiên đó, là họ bày ra trước cả nước cái tư cách của ông Trump là như vậy, vâng. vậy ông sẽ ừ. như thế nào? vâng thưa thưa anh cái 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 anh vừa nêu ra một cái cái là cái có là cái căn bản nhất của buổi khai khai của Hopkins hôm nay đó là vấn đề exec Hollywood cái này thì cái đoạn băng này là được Washington Post nó đã định đưa đã đưa ra à, và đây là một cái sự kiện mà để cho uh, Hope Hick, cũng giống như là Michael Cohen và tất cả đã chạy toán loạn để làm sao có thể ém nhẹp được cái này. Cô cho biết rằng là cô đã chuyển tiếp email đến tất cả các trợ lý khác của ông Trump và các quan chức chính trị tranh cử gồm có Rexon Miller, David Posse, Kellyanne Conway và Steve Bannon. Và biết đó, cái, cái điều ấy cô viết là như thế. Từ chối, từ chối và từ chối. Điều đó có nghĩa làm sao không có nhận tất cả những cái sự kiện đó diễn ra. Và cái thời điểm này là ông Trump đang còn chuẩn bị cho một cái cuộc tranh luận với là bà Hillary trong cái cuộc bầu cử và cô đã nói rằng hình như hồi nào giờ là ông uh, Donald Trump không có ý chưa bao giờ nghĩ đến một cái vấn đề gọi là trở thành ứng cử viên tổng thống, những cái sự việc đã mau chóng đến với ông và khi mà có cái đoạn băng đó rồi thì cô cũng rất là lo ngại và cô nghĩ đây là một cái giai đoạn bão tố sẽ dẫn đến với trong cái cuộc tranh cử của ông Trump à, đây là một cái cuộc bảo tố mà có một cái ý nghĩa là ở cấp 4, cấp 5 nhưng vậy là cấp 1 và cấp 2 nữa và ông cho biết rằng là câu hân đã tìm kiếm cái tin đồn đó qua sự chia sẻ của cô đó là khởi đi cái vấn đề mà trả 130 000 thế cái chuyện đó thì anh chờ lên nó đang vén từng chút anh thấy bây giờ là ba vụ cùng một lúc nó xảy ra vụ như 2016 tại vì cái chuyện mà mình phạm tội hình sự vấn đề mà Ấm mưu lũng đoàn của bầu cử Mỹ 34 tội rồi bây giờ tới tội thứ hai tới năm 2020 thì gian lận nhiều cuộc bầu cử bây giờ 4 5 tiểu bang bị tội gian lận không phải chỉ có có Georgia không mà còn 4 năm tiểu bang khác cũng đang bị truy tố hàng loạt thứ ba là cái cuộc bầu cử năm, nay thì như vậy anh nghĩ rằng những người phụ nữ đàng hoàng những người đàn ông đàng hoàng họ có chấp nhận bỏ phiếu trong trong hay không hay trò công thì chọn lựa khác ông bay đi nước thì quá già lú lẫn cử riêng không hài lòng nhưng mà ông chọn giữa cái, 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 giữa hai cái tệ đó thì người mỹ chọn cái tệ nào Thế người ta có thể nghĩ đến vấn đề kinh tế và quên đi cái quá khứ gọi là không mấy đạo đức của những nhân vật thì hai bên có cân bằng nhau được không thưa anh? Cái kinh tế thì phải nói bây giờ cái dân Mỹ đang bị misleading, rất là nhiều người Mỹ đang bị hướng dẫn sai lạc. Thật sự ra ông Trump làm kinh tế tồi. Bởi vì sao? Khi mà hai năm đầu của ông Trump là ông kế thừa cái nhiệm kỳ của Obama và trong mấy chục năm vừa qua cả thì giai đoạn Obama này là kinh tế phát triển nhất phát triển đến cái mức mà ông trả rất là nhiều nợ trong nợ ngân sách quốc gia ông trả rất là nhiều nợ và khi cuối giai đoạn của ông Obama thì kinh tế của nước Mỹ vẫn rất là phồn thịnh cho ông Trump thừa hưởng cái nền kinh tế của Obama hai năm đầu hai năm cuối ông Trump lại sụp đổ về kinh tế ông Trump đâu, có thể đâu đâu có khó, khó, khả năng làm kinh tế đâu do do vậy thì cái chuyện mà ông Trump hưởng cái nền kinh tế là anh thấy cuối cùng thời kỳ của ông Trump làm tổng thống Mỹ cái gì? Toàn nhà nhà không nhà trống hết. Người số người bỏ công việc, bỏ chức vụ để đi về vườn rất là đông. Như vậy, tin vào ông Trump thì người ta, người Cộng Hòa vẫn cuồng tin. Tôi nói âm mưu ở đây là gì? Ông Trump rất là giỏi chỗ này nè. Nó kêu là conspiracy của ông Trump nằm, nằm, nằm ở chỗ này. Ở âm mưu ông Trump nằm chỗ này nè. 60 nước Mỹ, 60% là dân Mỹ da trắng bà nhìn coi thử anh đi San Jose nhìn Santana Hollywood còn mấy người Mỹ trắng sống ở vùng vùng đất California và họ bỏ California ra đi về vùng nhà quê hết New York có mấy còn mấy người Mỹ trắng cho người Mỹ cảm thấy rằng mình đã mất cái chủ quyền trên đất nước của mình về người di dân ông Trump tuyên bố là trục xuất di dân vừa rồi ông tuyên bố gì nữa ông đuổi một mười lăm ngàn bắt bắt 15 triệu cho đến 20 triệu người di dân để đuổi ra khỏi nước Mỹ. Ông Lương liên tiếp nhồi cho người Mỹ, chỉ ông là người chống di dân thôi, ông là người bảo vệ Mỹ Trắng thôi. Cho một số người vì người Mỹ, vì như vậy họ ôn ào, náo nhiệt để bầu trong trung bằng ngoại giá. Họ đổi cái bằng mọi cách để bầu trong trung. Bởi vì họ muốn lấy lại chỗ đứng của họ khỏi người di dân. Ông Trump đã mua cái cử tri của Hoa Kỳ bằng cách như vậy. Do vậy em thấy ông Trump đã chiếm tỷ lệ rất là khá cao thì người dân Mỹ họ chấp nhận. Cho nên số cuồng trong vấn rất là mạnh. Mà đáng tiếc một số người Việt Nam không nhìn thấy đó. Anh như vậy là 15 triệu đến 20 triệu người di dân bất pháp thì là những ai vậy? Vâng. À, thì thưa anh là dĩ nhiên chúng ta thấy cái cuộc tranh cử này nó sẽ đưa vào tất cả những cái đường lối, những cái quan điểm cũng giống như những cái hoạt động đã, đang và sẽ xảy đến với cử tri. Nhưng mà chung quy lại, chúng ta tự hào hơn được nữa là vì chúng ta là một cái quốc gia dân chủ. Những điều chúng ta đưa ra, những cái vấn đề quyết định là cử tri. Thành bởi thế chúng ta cũng phải chờ xem vì sao à, cử tri họ có cái quyền quyết định cuối cùng. À, lại nhiên tất cả cái cuộc tranh cử lúc nào chúng ta cũng thấy tranh luận, chúng ta cũng thấy đưa ra chuyện này, chuyện đó, chuyện kia. Nhưng tất cả cái sự lựa chọn, có khi chúng ta một cái lựa chọn một cái con cá này lại không thích thú cho bên kia nhưng mà người ta vẫn lựa chọn cái con cá đó đó là cái vấn đề mà hiện nay có thể nói rất nhiều người đã quan tâm nhiều à, tôi cũng có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người để nói chuyện về cái cuộc bầu cử của ông Donald Trump tới đây và ông Joe Biden đến bây giờ thì việc trước tiên cái điều trước tiên chúng ta sẽ nghĩ rằng qua cái phiên tòa này rồi qua cái vấn đề của tối cao pháp viện quyết định cái immunity của ông tổng thống như thế nào nếu chúng ta thấy rằng một cái tối cao pháp viện là một cái cơ quan quyền lực nhất mà họ có thể làm đúng hoặc sai cái quyền lực của họ thì cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải cân nhắc lại tất cả những sự kiện mà đang xảy ra ở trên quê hương mà chúng ta chọn là quê hương của chúng ta Thế nên, khi chúng ta nhìn về Việt Nam trong cái thời gian trước chúng ta thấy ồ oh, như vậy như kia cần phải thay đổi thì bây giờ bên này cũng vậy rõ ràng đã đến lúc Hoa Kỳ cũng cần phải có sự thay đổi chúng tôi nói cần phải có sự thay đổi rõ tôi ràng ơi, sáng nay tôi đang trên đường lái xe thì nghe em đài nó tường thuộc như thế này nè các công tố viên họ đang xông lên rất là nặng nề sâu tờ khai khó hết họ muốn bộc lộ cái conspiracy rồi âm mưu của ông Trump đó, một cách illegal là bất hợp pháp đó, nhằm để đảo lộn một bầu cử mà che giấu những bất hợp pháp của một bầu cử thì cái đó lớn lắm như vậy đó là tội hình sự thì có thể là nếu mà cái tòa hình sự tại New York hiện nay nếu nó xử nó có nhiều khả năng động trong đó bị tội và bị tội là có thể đi dốt tù cũng luôn thứ hai nữa là gì cái ý kiến thứ hai nữa là ông đã vạch ra một cái unlawful plan một kế hoạch phi pháp nhằm để áp chế những thông tin tiêu cực liên quan đến trump thì cái này là phạm tội hình sự nó dùng cái quyền lực dùng thủ đoạn dùng mánh khóe để áp chế những cái dư luận trong kế hoạch bất hợp pháp phi pháp để làm lợi cho mình cho cuộc bầu cử cái đó nó, nó nói lớn mà thì tôi yeah. tin rằng cái vụ này sẽ phức tạp lắm đặc biệt trong một sau bài nói chuyện quan trọng tôi sẽ nghe tiếp cái cuộc mà nó chất điều vấn tên. điều trình điều họp hiếp họp hiếp đó là vấn đề tôi cho rằng cái cái vấn đề ăn chơi cũng chưa mà chuyện nhỏ thôi không phải biết điều cái chuyện họp hiếp là chuyện lớn uh -huh thì chúng ta thấy những câu hỏi để ngày mai để chúng ta sẽ theo dõi được tất cả những cái vấn đề kỹ của cái chương trình mà gọi là hot điều trần này tôi cũng đặt câu hỏi thế tại sao từ lâu hot không có đưa ra những cái lời nhận định này rõ ràng như thế này mà để cho cả một cái sự việc nó kéo dài như vậy cái điều tôi thấy tôi thấy ông trâm ông che mà không có trắng Yeah. chắc ừ. lẽ bây giờ thì chúng tôi phải có cái điện thoại để đi đến thành phố Westminster và họ gọi tới để để nãy thì chắc lại chúng ta phải nói lời chia tay với khán giả lúc này thưa anh yeah. ch 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 chào anh nhé dạ yeah. vâng yeah. xin cảm ơn anh yeah. Yeah.